Cô xin chào tất cả các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sang nội dung ôn tập để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra định kỳ học kỳ 2 sắp tới. Nội dung ôn tập sẽ có hai phần chính, đó là lý thuyết và bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần lý thuyết. Câu hỏi số 1, các em hãy nêu công dụng của từng loại ròng rọc. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai loại ròng rọc, đó là ròng rọc cố định và ròng rọc động. Ròng rọc cố định sẽ giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp. Ròng rọc động sẽ giúp làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật. Khi sử dụng ròng rọc động, ta sẽ được lợi hai lần về lực. Ta có công thức F bằng B chia 2. F là lực kéo, B là trọng lượng của vật. Câu số 2, các em hãy nêu kết luận sự nở vì nhiệt của các chất. Ở đây mình tìm hiểu ba chất: chất rắn, chất lỏng và chất khí. Thì cả ba chất này khi gặp nóng sẽ nở ra và khi gặp lạnh co lại. Chất rắn và chất lỏng khác nhau sẽ nở vì nhiệt khác nhau. Riêng chất khí khác nhau sẽ nở vì nhiệt giống nhau. Chất khí sẽ nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng. Và chất lỏng sẽ nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. Khi sự co giãn vì nhiệt của cả ba chất bị ngăn cản thì có thể gây ra những lực rất lớn. Ta sang câu hỏi thứ 3, băng kép. Thì cấu tạo của băng kép gồm hai thanh kim loại có bản chất khác nhau được tán chặt với nhau. Tán chặt có nghĩa là gắn chặt lại với nhau. Lúc này sẽ tạo ra băng kép. Băng kép khi bị đốt nóng hay làm lạnh đều cong lại. Và khi đốt nóng thì băng kép sẽ cong về phía kim loại giãn nở vì nhiệt ít hơn. Khi làm lạnh, băng kép sẽ cong về phía kim loại co lại vì nhiệt nhiều hơn. Và người ta ứng dụng tính chất này của băng kép vào việc đóng ngắt tự động mạch điện. Ứng dụng trong thực tế, băng kép có trong bàn ủi điện và có trong nồi cơm điện. Câu hỏi tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu nhiệt kế. Thì nhiệt kế là một dụng cụ dùng để đo nhiệt độ. Mình sẽ tìm hiểu ba loại nhiệt kế thông dụng, đó là nhiệt kế y tế, nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu. Đối với nhiệt kế y tế thì dùng để đo nhiệt độ cơ thể người, và nhiệt kế thủy ngân thì được dùng trong những cái thí nghiệm cơ bản. Đối với nhiệt kế rượu, dùng để đo nhiệt độ khí quyển hay còn gọi là nhiệt độ thời tiết. Nhiệt sai hay còn gọi là thang nhiệt độ. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu hai thang nhiệt độ, đó là Celsius và Fahrenheit. Ở những nước Đông Nam Á, thông thường sẽ sử dụng thang nhiệt độ là Celsius. Và ở những nước sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh, sẽ sử dụng thang nhiệt độ là Fahrenheit. Trong thang nhiệt độ Celsius, nhiệt độ nước đá đang tan là 0 độ C và nhiệt độ hơi nước đang sôi là 100 độ C. Trong thang nhiệt sai Fahrenheit, nhiệt độ nước đá đang tan là 32 độ F và nhiệt độ hơi nước đang sôi là 212 độ F. Chúng ta tìm hiểu sang nội dung tiếp theo, sự nóng chảy và sự đông đặc. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy, và sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc. Thì phần lớn các chất nóng chảy hay là đông đặc ở một nhiệt độ nhất định, và nhiệt độ đó được gọi là nhiệt độ nóng chảy của chất. Những chất khác nhau thì sẽ có nhiệt độ nóng chảy khác nhau. Trong suốt thời gian nóng chảy hay là đông đặc thì nhiệt độ của chất sẽ không thay đổi. Câu số 7, tìm hiểu về quá trình bay hơi và ngưng tụ. Thì sự bay hơi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi, và sự ngưng tụ là sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng. Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào 3 yếu tố: nhiệt độ, gió, diện tích mặt thoáng. Ở nhiệt độ bình thường vẫn có hiện tượng bay hơi đối với chất lỏng. Chúng ta sang phần bài tập. Câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 1. Cho biết trong quá trình đúc tượng đồng có những quá trình chuyển thể nào của đồng. Thì để tạo ra một bức tượng đồng, chúng ta sẽ trải qua hai cái quá trình, đó là quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc. Thì bước đầu tiên mình sẽ đun nóng đồng, cho đồng nó chảy ra. Lúc này đồng sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.
Đây là quá trình nóng chảy. Bước thứ hai, ta sẽ đổ đồng vào trong một cái khuôn, sau đó để nguội đồng. Lúc này đồng sẽ chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Đây là quá trình đông đặc. Câu hỏi số 2. Tìm ví dụ về các hiện tượng bay hơi, ngưng tụ, nóng chảy và đông đặc trong cuộc sống. Về bay hơi thì các em thấy là vào mùa hè, nước ở các ao hồ cạn dần. Lúc này nước đã chuyển hóa từ thể lỏng sang thể hơi. Ngưng tụ, vào sáng sớm thì mình sẽ thấy sương động trên lá cây. Đó là sự chuyển thể từ thể hơi sang thể lỏng. Nóng chảy, chúng ta đem nước đá từ trong tủ lạnh để ngoài trời, một lúc sau nước sẽ tan. Đây là sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng. Đông đặc, sau khi mình đã đun nóng băng phiến nó chảy ra thành thể lỏng rồi, thì khi các em để nguội lại, băng phiến sẽ tự động đông đặc lại. Câu số 3. Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy? Vì khi vận chuyển, phần chất lỏng bên trong và phần vỏ chai bên ngoài sẽ nở ra. Nhưng chất lỏng lại nở nhiều hơn chất rắn. Lúc này sự nở vì nhiệt của phần chất lỏng sẽ bị sự nở vì nhiệt của phần chất rắn bên ngoài ngăn cản. Khi sự nở vì nhiệt hoặc là sự co lại vì nhiệt của một chất bị ngăn cản thì nó sẽ sinh ra một lực để phá vỡ cái sự ngăn cản đó. Câu số 4. Bỏ vài cục nước đá lấy từ trong tủ lạnh vào một cốc thủy tinh, rồi theo dõi nhiệt độ của nước đá. Người ta lập được một bảng dưới đây. Các em hãy nhìn vào bảng dưới đây và trả lời các câu hỏi. Ở đây chúng ta có hai cột là cột thời gian theo đơn vị là phút và nhiệt độ theo đơn vị là độ C. Thời gian sẽ bắt đầu từ phút thứ 0 cho đến phút thứ 20. Nhiệt độ sẽ là từ âm 6 cho đến 20 độ C. Ở câu hỏi đầu tiên, có hiện tượng gì xảy ra đối với nước đá từ phút thứ 0 cho đến phút thứ 4? Và nước lúc này đang ở thể gì? Thì mình biết ở phút thứ 0, nhiệt độ đang là âm 6. Và phút thứ 4, nhiệt độ đang là âm 1. Như vậy thì ở đây mình thấy nhiệt độ nó đã tăng dần. Nước lúc này đang ở thể rắn. Câu B, hiện tượng gì xảy ra đối với nước từ phút thứ 6 đến phút thứ 10? Ở phút thứ 6, nhiệt độ là 0 độ C. Đến phút thứ 10, nhiệt độ cũng là 0 độ C. Thì ta thấy trong khoảng thời gian từ phút 6 đến phút 10, nhiệt độ của chất không thay đổi. Vậy thì ở trong khoảng thời gian này, nước đã có sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng. Câu trả lời của mình là phút thứ 6 đến phút thứ 10, nhiệt độ không thay đổi. Nước đang ở thể rắn và lỏng. Từ phút thứ 12 cho đến phút thứ 20, ở phút 12 nhiệt độ là 2 độ C. Phút thứ 20 nhiệt độ là 20 độ C. Vậy mình thấy nhiệt độ đã tăng lên và nước lúc này đã chuyển hoàn toàn thành thể lỏng. Sang câu hỏi số 5, các em hãy quan sát hai nhiệt kế hình bên và trả lời các câu hỏi. Mình sẽ tìm hiểu hình 1 trước. Thì hình 1, đây là nhiệt kế rượu. Làm sao để mình biết đây là nhiệt kế rượu? Thì các em hãy quan sát nhiệt kế rượu nó đặc biệt hơn những cái nhiệt kế khác là nó có hai cái thang nhiệt độ, đó là độ C và độ F. Thì công dụng của nhiệt kế rượu dùng để đo nhiệt độ khí quyển. Giới hạn đo là số lớn nhất trên dụng cụ đo. Ở đây mình có hai thang nhiệt độ, thì mình sẽ ghi giới hạn của cả hai thang nhiệt độ này ra. Giới hạn đo sẽ là 50 độ C và 120 độ F. Chúng ta chuyển sang hình số 2. Thì nhiệt kế này có tên là nhiệt kế y tế. Và công dụng của nhiệt kế y tế là dùng để đo nhiệt độ cơ thể người. Giới hạn của nhiệt kế y tế là 42 độ C. Bình thường thân nhiệt của cơ thể người vào khoảng bao nhiêu độ C? Thì ở cơ thể người, nếu bình thường sẽ nằm trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ C. Các em về nhà xem lại bài học lý thuyết. Chúc các em có bài kiểm tra tốt.